Bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 136. Tập tính không lệ thuộc. Chúng ta phải tập tính không lệ thuộc, bởi vì ai sẽ đi cùng với chúng ta trong giờ phút lìa trần? Không có ai cùng với chúng ta lúc chào đời, thì đương nhiên cũng không ai cùng với chúng ta lúc lìa đời. Bởi vậy, bây giờ chúng ta phải học tính tự lập tự cường. Càng tự lập, chúng ta càng thấy mình giá trị. Lúc đó chúng ta sẽ không bị đánh bại, không bị chuyển lòng. Lúc đó chúng ta sẽ biết mình là ai, biết khả năng của mình và biết mình có thể làm được những gì. Sau khi bị khảo, bị hạch, bị dũa, chúng ta đã kinh nghiệm qua tất cả. Sau đó chúng ta sẽ không dễ bị đánh lừa hay đàn áp. Con tim chúng ta cũng không bị lay động một cách dễ dàng. Thành thử mỗi tình trạng, mỗi hoàn cảnh là cho mình học. Càng học hỏi nhiều, mình lại càng giỏi giang thêm. Vì lý do đó mà tôi không muốn làm hư quý vị. Tôi thấy quý vị đang có tiến bộ, mỗi ngày mỗi tự tin, tự lập, có tinh thần trách nhiệm hơn hồi trước. Quý vị có trách nhiệm hơn đối với bản thân, có thể tự chăm sóc cho mình. Khi không bị làm hư, chúng ta sẽ cảm thấy vĩ đại. Có thể lúc mới tới trung tâm, chúng ta cảm thấy hơi xa lạ, thấy như không có người nào săn sóc cho mình. Đồng tu trong ai cũng có vẻ lạnh lùng, không người nào chào hỏi chúng ta, phải tự mình dựng lều, tự mình lấy cơm. Nhưng chịu đựng một thời gian, chúng ta cảm thấy, à, tốt quá, mình chịu nổi, không thấm thía gì. Lúc đó chúng ta biết mình có thể tự lo lấy được. Những gì trước kia không làm được, bây giờ làm được. Tình trạng gì trước kia không chịu được, bây giờ chịu được. Hồi trước chúng ta hay để ý tới cái ta nhỏ mọn của mình, nhưng bây giờ không nhầm nhọ gì nữa. Trạng thái khai ngộ. Người khai ngộ là những người tự tin. Họ là con người thật sự. Họ làm những gì họ nên làm những gì họ muốn làm và biết họ đang làm gì. Cùng lúc đó họ cũng biết họ không phải là người, nhưng làm người đối với họ cũng không sao. Họ không mâu thuẫn với chính họ, không bị những vấn đề, những sự giằng co như là trời ơi, ta là thánh, ta không thể làm chuyện này. Mà đó là ta làm được, không sao. Bởi vì quý vị đã biết tất cả rồi, biết rằng mặc dầu là thánh nhân, mình vẫn có thể ở đây. Quý vị ở đây và quý vị ở trên kia. Sư phụ chỉ lên trời. Không sao cả, hai trạng thái không mâu thuẫn lẫn nhau. Chúng ta sống hai cuộc đời cùng một lúc, cảm thấy dễ chịu, tự tin, vui vẻ, biết mình là ai. Nó đúng là như vậy. Nếu không, nếu suốt ngày cứ nghĩ rằng ta là thánh, ta là thánh, ta là thánh, đâu có vui. Quý vị sẽ không muốn thưởng thức đồ ăn, đồ uống. Lời sư phụ xác nhận bản lai hoàn mỹ của mình. Nói cho quý vị, đây là lần nữa và cũng là lần cuối. Quý vị không có xấu, mặc dầu có nhiều thói quen xấu nhưng quý vị không có xấu. Đó chỉ là đầu óc, bộ máy điện toán của mình thâu vào mọi thứ rồi lại đem ra chơi lại. Đừng bao giờ đồng hóa mình với tất cả những thói quen không tốt đó. Diệt nó. Nói rằng cái đó không phải là mình. Những gì quý vị thích về mình, về lối ăn ở của mình thì nên giữ. Những gì không tốt cho sự tiến hóa tâm linh của mình, ngay cả thanh danh của mình về phương diện vật chất thì mình nên diệt. Bởi vì những cái đó là kẻ thù của quý vị. Vậy thôi, chứ quý vị không có xấu. Điều thứ nhất, quý vị phải biết rằng mình không phải là xấu. Đó chỉ là những cái do thói quen mà có. Những cái đó xấu bởi vì quý vị đã liên quan tới một số người xấu hay ở trong những hoàn cảnh xấu. Giống như quý vị tới gần tôi đây và tôi cho quý vị một ít kẹo. Nếu quý vị đi vào tiệm cá, dù không muốn mua gì cả, họ chỉ đụng vào hoặc quẹt vào người quý vị, thế là quý vị cảm thấy tanh như cá. Con người kêu bằng xấu của quý vị chỉ như vậy thôi. Đừng bao giờ oán trách chính mình cả, chỉ cần bỏ thói quen xấu. Khi nào bỏ được thì bỏ, từng cái một. Hứa sẽ bỏ một thói xấu, chẳng hạn như hút thuốc. Nếu bỏ liền không được, thì cho mình thời hạn một tuần hay một tháng. Nếu thất bại, thì làm lại, không sao cả. Quý vị đã là tốt lắm rồi. Quý vị không thể làm hại một động vật nào, bây giờ không thể hại một con kiến.
Quý vị rất đáng yêu, tử tế như một thiên thần. Quý vị là một thiên thần sống rồi. Những gì khác có chăng cũng chẳng hại ai. Thí dụ như hồi trước quý vị thích giết, thích đánh người ta, bây giờ không làm nữa. Như vậy là được rồi. Dù còn nghĩ tới chuyện đó đi nữa cũng không sao. Quý vị thật tình tốt. Miễn sao làm theo những điều mà quý vị được dạy trong lúc truyền tâm ấn, tọa thiền mỗi ngày để trưởng dưỡng linh hồn. Chỉ làm bấy nhiêu thôi. Tất cả những cái khác cũng chỉ là trên mặt. Biển không có sóng. Sóng phát xuất từ gió và sự vận chuyển của tinh cầu. Quý vị là biển, luôn luôn bình lặng và đẹp. Thành ra đừng trách mình có sóng mà hãy trách gió hay sự chuyển động của hành tinh. Một khi biển hãy còn nằm trên mặt tinh cầu, nó sẽ luôn luôn có sóng. Nếu quý vị bỏ được ngọn sóng này, ngọn sóng khác lại tới. Thành thử hôm nay tưởng rằng mình đã bỏ được thói quen xấu này, nhưng ngày mai lại khám phá ra. Ủa, cái gì đây? Đâu bao giờ mình biết cái này đâu. Quý vị sẽ luôn khám phá ra những cái không phải là mình, những cái quý vị đã thâu vô. Thí dụ như hồi nhỏ, quý vị thấy bà mẹ ghen với ông bố, thế là quý vị nghĩ, ồ, cha làm như vậy là không tốt. Rồi đầu óc mình thâu vô điều đó. Tới khi lớn lên, quý vị cũng ở trong tình trạng gần giống như vậy. Tế bào não nói rằng, bây giờ ghen đi, tới lúc ghen rồi. Đây là tình trạng nên ghen. Nhưng cái đó chỉ là bề mặt thôi. Tất cả những thói quen xấu này là ở trên bề mặt. Nó không phải là quý vị. Quý vị không bao giờ là gì cả ngoại trừ hoàn toàn đẹp và sáng. Quý vị nên biết mình là như vậy đó. Tôi không biết quý vị có hiểu sâu xa những gì tôi đang nói hay không. Trí thông minh của quý vị hiểu, nhưng một ngày nào đó quý vị sẽ ngộ ra rằng mình thật sự là hoàn mỹ. Dù có làm điều gì sai quấy, cũng là sai quấy một cách hoàn mỹ. Chỉ có sự việc ấy là sai. Nhưng có thể ngay cả sự sai lầm đó phải xảy ra như vậy, để một việc khác sẽ đưa đến. Nhiều khi mình phải trải qua những tình trạng kêu bằng sai để gặp đúng người hoặc đúng vật. Thật sự nó là như vậy. Thành ra hãy đặt mình vào bàn tay Thượng Đế, rồi cố gắng hết sức, vậy thôi. Đừng bao giờ khiển trách mình và cũng đừng bao giờ nghĩ xấu về mình, bởi vì quý vị là Thượng Đế. Những cái này chỉ là thói quen xấu mà thôi. Nếu không thích, thì bỏ nó đi. Quý vị rất đẹp. Một ngày nào đó, quý vị phải nhận thấy điều này, rằng quý vị là hoàn hảo, như tôi đã nhận thấy. Bởi vậy nên tôi rất lấy làm hãnh diện. Dù quý vị có thích tôi hoặc nghĩ không tốt về tôi vẫn thích chính tôi nhiều lắm. Tôi không tin quý vị nghĩ rằng tôi kém hoàn mỹ. Không cần biết bao nhiêu ngàn người nghĩ tôi kém hoàn mỹ, tôi vẫn nghĩ tôi là hoàn mỹ. Không phải chỉ có nghĩ thôi, mà còn biết như vậy. Đó mới là tự do, một cảm giác đẹp vô cùng. Sư phụ kể chuyện, câu chuyện về một vị thầy dạy kiếm người Nhật. Có một anh Nhật Bản kia muốn học một thứ võ nổi tiếng trong nước, võ Kendo. Anh ta tới gặp một vị thầy dạy kiếm và muốn làm học trò của ông ấy. Nhưng ông thầy không nhận. Anh van xin năn nỉ vị thầy đó rất thành tâm. Thầy không dạy con cũng được, nhưng hãy cho con ở lại nơi đây. Con sẽ quét nhà, rửa cầu tiêu, nấu ăn, may vá và đánh bóng giày cho thầy. Con vô cùng kính phục thầy. Khi nào thầy muốn dạy con thì dạy, nếu không muốn cũng không sao. Con không đòi hỏi nhiều đâu. Nghe vậy, ông thầy cho người này ở lại. Anh chàng sống tại đây một thời gian, nhưng thầy võ không dạy dỗ gì cả. Chỉ bảo anh mỗi ngày làm công việc nhà, chán ngắt. Ít lâu sau, bất kể anh học trò làm chuyện gì, dù đó là nấu ăn, rửa, dọn dẹp ban ngày, và ngay cả lúc đang ngủ ban đêm, ông thầy bất ngờ xuất hiện, gào thét, tay cầm thanh kiếm, sẵn sàng đấu tay đôi với anh. Cho nên lúc nào anh cũng phải đề phòng. Thậm chí những lúc nấu ăn, lau nhà vệ sinh, anh cũng phải trông chừng. Khi quý vị huấn luyện tôi, quý vị cũng làm y như vậy. Lúc nào tôi cũng phải thủ. Vào phòng tắm cũng phải trông chừng coi có máy ảnh nào quanh quẩn đó không, hoặc có đệ tử nào ở gần đó không. Tôi cảm thấy căng thẳng, hồi hộp, tới nỗi phải sống trong thiền 24/24. Hồi đó không chịu nổi,
Nhưng bây giờ quen rồi. Đôi khi cũng xảy ra như vậy đối với quý vị. Chẳng hạn như tôi đến gặp quý vị nhưng không báo trước. Thế là quý vị lúc nào cũng trông ngóng chuyện đó. Có thể được gặp tôi vòng quanh cầu thang hay khi quý vị đang ăn. Như vậy hai bên cứ nhớ nhau hoài. Bởi vì lúc nào tôi cũng sợ bị quý vị bắt gặp. Còn quý vị thì mong tôi tới bất tử. Hai bên bất kỳ giờ giấc nào cũng câu thông với nhau. Thiệt là giỏi. Bây giờ trở lại câu chuyện ông thầy dạy kiếm. Cuối cùng anh học trò đó trở thành một kiếm sĩ rất là nổi tiếng. Anh thành công là nhờ phương pháp dạy dỗ đặc biệt của ông thầy, không phải nhờ phương pháp thông thường bắt đầu từ 7 giờ sáng tới 9 giờ tối. Mọi thứ đều được dạy theo đường lối thông thường. Ông thầy này dùng một pháp môn bất bình thường. Ông hay tấn công đệ tử mỗi khi anh ta không chuẩn bị, như lúc nấu nướng, tắm hay ngủ ban đêm. Thành ra anh học trò luôn luôn đề cao cảnh giác và sau này trở nên một vị thầy kendo rất giỏi và nổi tiếng. Việc tu hành của chúng ta cũng vậy, chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị, không nên nói rằng, ồ, bây giờ mình sung sướng rồi, mình muốn la cà ở đây và không làm gì cả. Thế giới này là vô thường, chúng ta phải sẵn sàng đối phó với bất kỳ hoàn cảnh nào xảy đến bất ngờ. Tại sao thế giới này vô thường? Đó là để chúng ta học tinh thần chuẩn bị, lúc nào cũng phải coi chừng. Thế giới này không tốt cũng không xấu, chỉ tùy vào chúng ta sử dụng các trường hợp, hoàn cảnh như thế nào, rồi rút tỉa những bài học tốt cho mình. Chúng ta phải học hỏi không ngừng, nên sống trong thiền 24 trên 24. Nghệ thuật vô thượng, hoa sa mạc. Đối với một tâm hồn đẹp, mọi thứ đều đẹp, ngay cả hoa khô sa mạc cũng cho sư phụ một niềm vui đơn giản. Chúng ta cũng vậy, tất cả mọi người trong những hoàn cảnh khác nhau, tình huống khác nhau, thấy họ khác bên ngoài và đôi khi khác cả bên trong. Tôi không muốn nói bên trong linh hồn hay con người nguyên thủy vĩnh hằng của mình, mà ý nói đặc tính của người đó. Tính nết, thói quen mà họ đã lĩnh hội qua sự tiếp xúc với môi trường sống, với hoàn cảnh giáo dục của họ. Nhưng họ vẫn đẹp, tựa như hoa sa mạc. Thành ra mỗi khi tôi vẽ bức tranh nào, không phải chỉ có họa hình ảnh lên đồ vật đó hoặc cảnh trí đó, mà còn có một ý nghĩa tiềm ẩn bên trong. Cho nên hoa sa mạc cũng giống như những cái trong những tình trạng, hoàn cảnh khác nhau, như những người trong bên ngoài khác thường, hơi có vẻ kỳ lạ, không giống như mình hoặc có thể giống như tôi. Những người này tựa như hoa sa mạc. Master Thanh Hải vô thượng sư khai thị tại California, Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 3 năm 1994, nguyên văn tiếng Anh, băng thâu hình số 409, bản tên Thanh Hải vô thượng sư số 136.